Đây sẽ là thí sinh tiếp theo, đó chính là Ngọc Sơn. Tôi vừa rồi rất bất ngờ điểm ban giám khảo dành cho anh Quang và mình bằng nhau. Hai anh em lúc đó rất là thoải mái, không hề có ý nghĩ là đấu đá với nhau. Hai anh em đã trình diễn, đã cho mọi người thấy được cái niềm khát khao, niềm đam mê được nhảy. Tuần này mình rất là lo, nhưng mà wow, sự rất là bất ngờ. Anh John Huy nói mình là đồ vật của em được treo lơ lửng. Mình đã vừa phải chạy ra ngoài vườn, vừa phải chạy lên lầu 2, lầu 3, rồi tìm quanh khắp phòng, làm mình rất là mệt. Khi mà mình tìm được cái đồ vật đó là một cái kiếm, cái cảm giác rất là hoang mang. Vậy với cái kiếm mình sẽ phải làm gì cho tuần này đây? So với các thí sinh nam, hiện tại mình là người có số cân thấp nhất. Nhưng qua đợt tái khám với bác sĩ thì thấy lượng mỡ của mình còn nhiều, cả ở tay, chân và bụng. Mình nghĩ là tuần này mình sẽ cố gắng giảm được từ 72,5 xuống còn 70 cân, để có thể vừa trình diễn được bài nhảy tốt, vừa có thể cho khán giả thấy được cái sự nỗ lực giảm cân của mình. Anh Đàm Vĩnh Hưng vỗ hai tay rất là cao, chắc chắn là anh có điều gì muốn gửi gắm đến cho hai thí sinh. Vâng, tôi bị phấn khích và tôi muốn được nói liền lập tức. Âm nhạc các bạn lựa chọn quá chuẩn luôn, rất tốt. Và động tác thì cực mạnh ha. Rồi thần thái thì cực tốt, trang phục thì cực đẹp. Có tới ba cái điều đó rồi. Tôi thấy là sự cố gắng của Ngọc Sơn á, nó không phải là lời nói, mà là câu trả lời rất cụ thể cho tuần này. Bạn xứng đáng với sự mà tin tưởng, lựa chọn của chúng tôi từ tuần trước. Nói chung là tuyệt vời. Xin mời anh Hoài Linh. Vừa rồi thì anh Đàm Vĩnh Hưng dành rất nhiều cái chữ cực cho các bạn. Và tôi chỉ bổ sung một điều nữa là để có bài nhảy hôm nay, các bạn rất cực khổ. Cực khổ. Đạo cụ là hai chiếc kiếm và trang phục. Đối với cái trang phục này thì hồi nãy tôi nhìn Sơn diễn bằng cái nét mặt, cái thần thái của em, tôi có cảm giác như tôi đang ngồi ở một cái đấu trường tại La Mã để xem, ở cổ đại, để xem hai đấu sĩ đấu với nhau một trận sinh tử. Phạm Lịch, em đã làm rất là tốt cái công việc của mình về cái bài dựng. Và Ngọc Sơn, em là cái người rất nỗ lực để làm tốt cái bài thi của mình. Từ những động tác, biểu cảm và kể cả những cái khó này nha. Cái khó là cái áo choàng của các em. Nhưng mà tụi em xử lý rất là đẹp. Và một cái bài rất là mạnh mẽ, giống như những đấu sĩ
Chúc mừng. Và hy vọng là với cái phần trình diễn này thì cái số điểm của ban giám khảo dành cho em nó cũng phải mạnh mẽ nó mới được chứ ha. Đúng cảm không? Ơn anh Hoài Linh ạ. Chưa gì đã giáo đầu trước rồi. Kể tôi, ô cái chuyện đó chuyện của tôi đoán thôi. Mà tôi đoán ít khi sai đó. Xin mời anh John Huy ạ. Trước khi bắt đầu, Ngọc Sơn với Phạm Lịch tập một số động tác để khởi động ở phía sau và Lịch rớt xuống cái đầu gối. Và phải nằm mấy phút luôn và ai cũng hơi sợ tại mình không biết cái chân của Lịch là thế nào. Nhưng mà thấy cái sự cố gắng của em muốn giúp Sơn với cái bài này, em đứng lên và em nhảy như vậy. Rất là hay, rất là tuyệt vời. Và thấy cái sự, trời, sao chê thì mình làm tốt. Nhờ chừng nào mình khen mình thấy khó. Cái caring, cái sự quan tâm. Đó, xin lỗi. Cái sự quan tâm cho bạn của em. Và Ngọc Sơn, đây thực sự là một cái bài rất là khó về cái phần nhạc và cái động tác và mấy cái bưng bê tất cả mọi thứ và cái trang phục nó xếp nhiều cái khó khăn cho em. Nhưng mà với cái gương mặt của em, cái phần em thể hiện cái bài này và cái động tác, đây là một bài thực sự là em đang thi và em đang chiến đấu rất là hay. Và chinh phục ban giám khảo đúng không ạ? Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho điểm ạ. Không có một cái lỗi nào để trừ cả, 10 điểm. 10 điểm! Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Anh John Huy. Tại bình thường chừng nào mình thấy một cái bài mình rất 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 thích, mình hay la wow. Hôm nay không wow. Wow. 4 chữ wow rồi đó nha. Đúng rồi, tại lúc wow. Đó, tại chừng nào John Huy wow thì bình thường mình biết cái điểm là thế nào đúng không? Phải không? Vậy có bất wow. Vậy là wow là 10 đó. Cảm ơn anh John Huy Trần và giám khảo Hoài Linh ạ. Về cái phần hóa trang, khi con để cái bộ râu vô, không, nhìn con mất hẳn đi cái nét baby. Và con rất là dũng mãnh, nhìn mắt, thần thái. Chú đoán ngay chốc phải không? Mà khi chú đã đoán rồi thì con biết điểm của chú rồi. Đó, cũng vậy thôi. Bác ơn mừng, chúc mừng. Điều đó là chắc chắn thôi. Trời ơi, quan sát một chút xíu kỹ thì ở trong cuộc thi này, anh Hoài Linh có hai đứa con ở trong cuộc thi này đó. Bậy đó, đó, đây là chọc người ta ném đá tôi nè ha. Nhưng mà thật sự ra là càng lúc con càng giỏi đó, đang cố gắng đi nha. Và điểm của bạn Ngọc Sơn, 10 điểm. Xin chúc mừng và hãy khám phá cân nặng của bạn ở chỉ cần phía trước. Cân nặng cũ 72,5 cân, cân nặng tuần này 70 cân, giảm 2,5 cân, tương đương 3,4%. Và tổng điểm của Ngọc Sơn là 13,4 điểm. Và chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh của Ngọc Sơn những ngày đầu đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Vậy là chúng ta cũng thấy rằng là cái gương mặt của Ngọc Sơn hiện tại là nó gọn đi rất là nhiều so với những ngày đầu. Rất gọn. Và số điểm của bạn là số điểm cao nhất tính từ đầu chương trình đến bây giờ, 13,4 điểm. Chúc mừng bạn. Hiện tại điểm cao nhất Ngọc Sơn và thấp nhất là Minh Thảo.